Chào bạn, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đến Mac Channel. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và mình đang cảm thấy cực kỳ may mắn vì sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng cũng đã mượn được chiếc máy Galaxy S8 về để trải nghiệm. Và tuy nhiên, thay vì tập trung quá nhiều đến từng góc cạnh của siêu phẩm này, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn cảm nhận cá nhân và những tính năng ẩn thú vị mà mình tìm hiểu được trên chiếc Galaxy S8 sau một ngày sử dụng nhé. Và trước hết thì chúng ta hãy điểm qua một vài điểm nhấn trong phần thiết kế, đó chính là phần màn hình phía trước ở bò có 4 góc tương tự như LG G6 và máy thì cũng được thiết kế là tràn ra hai viền màn hình. Đây có thể coi là một trong những điểm ăn tiền nhất của Galaxy S8 khi thu hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và thực sự thì phần viền trên và dưới rất mỏng, và nhất là khi Samsung đã chấp nhận loại bỏ phím home vật lý cũng như là logo quen thuộc ở phần mặt trước. Điểm thứ hai là mình ấn tượng nữa, đó chính là phần khung kim loại xung quanh thân máy. Trên Galaxy S8 thì phần viền này được làm rất là bóng và cách thiết kế này đã từng xuất hiện trên chiếc Galaxy S7 phiên bản Blackbird mà mình mong rằng cái phần viền này sẽ không dễ bị xước sau một thời gian sử dụng. Và nói về phần mặt sau của máy thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay và camera được đặt cạnh nhau. Đối với những bạn có thói quen sử dụng điện thoại bằng tay phải thì việc sử dụng cảm biến vân tay này sẽ dễ dàng hơn. Còn với những người như mình hay sử dụng smartphone bằng tay trái thì quả là một điều khó khăn khi sử dụng cảm biến vân tay thì phải rất là với thì mới sử dụng được. Và tuy nhiên Samsung đã tích hợp Galaxy S8 với cảm biến mống mắt nên chúng ta có thể tạm thời bỏ qua cảm biến vân tay. Bên cạnh đó thì nếu bạn nào bị cận và sợ cảm biến mống mắt hoạt động không tốt, có thể sử dụng tính năng bảo mật bằng hiện diện khuôn mặt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một phím bấm mới nữa ở cạnh trái bên dưới nút tăng giảm âm lượng, đó chính là nút để kích hoạt trợ lý AUX Bixby. Và tuy nhiên Bixby thì chưa hỗ trợ tiếng Việt nên người Việt Nam và đặc biệt là những người có trình độ tiếng Anh kém như mình thì cô trợ lý ảo này tỏ ra chưa hữu ích cho lắm. Và có lẽ thì chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa để được Samsung hỗ trợ. Và Galaxy S8 có tỷ lệ màn hình là 18:5:9 với kích thước là 5,8 inch, độ phân giải là 2K. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ dù kích thước lớn như vậy nhưng cảm giác cầm nắm cực kỳ thoải mái. Và mình thấy rằng cảm giác cầm em này còn thoải mái hơn là người tiền nhiệm Galaxy S7 với màn hình 5,1 inch nữa. Và theo mình có hai lý do làm nên điều này. Chính là nhờ vào tỷ lệ màn hình với viền bezel siêu mỏng nên siêu phẩm Samsung đã thon gọn hơn rất nhiều. Về phần phím home ảo của Galaxy S8 thì được tích hợp cảm ứng lực tương tự như bạn sử dụng 3D Touch trên iPhone vậy. Có lẽ đây chính là sự bù đắp của Samsung khi loại bỏ phím home khỏi mặt trước. Bạn chỉ cần việc ấn vào phím home ảo này thì có thể mở máy mà không cần sử dụng các phím vật lý khác. Và mình thấy 3D Touch của Samsung làm khá tốt, không thua kém anh Apple. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ lực bấm nhẹ hay là mạnh, cũng như có thể thay đổi màu sắc hay là vị trí giải phím điều hướng bên dưới màn hình này thay vì là để trong suốt một cách nhàm chán. Nếu bạn nào để ý kỹ thì lúc bấm giữ lâu các phím ứng dụng cũng sẽ ra các tùy chọn tương tự như một số máy Android sử dụng Nova Launch vậy. Và theo mình nghĩ sớm thôi Samsung cũng sẽ tích hợp sử dụng 3D Touch lên toàn màn hình để người sử dụng có thể dễ dàng nhận biết được các mức nhấn. Ngoài ra màn hình của S8 cũng có thể tùy chọn độ phân giải như là trên Galaxy S7S khi nâng cấp lên Android 7.0. Chỉ khác là độ phân giải của Galaxy S8 lần lượt là HD cộng này, FHD cộng này, QHD cộng. Và theo mình thấy thì màn hình của S8 thực sự rất là đẹp và màu sắc trung thực, góc nhìn tốt, xứng đáng là màn hình đẹp nhất hiện nay. Về phần cấu hình thì chiếc máy mình đang có trên tay đây thì đang chạy bản là chip Exynos 8895, 4GB RAM, sử dụng Android 7.0. Máy sẽ đạt được là 152.000 điểm AnTuTu, đây là một con số không quá cao và tương tự với những cái máy chạy chip Snapdragon 821 của năm ngoái. Và tuy nhiên điểm số 3D của máy lên đến 71.000 điểm. Và theo mình nghĩ cái điểm số này sẽ còn tăng khi máy sử dụng phiên bản chạy chip Snapdragon. Ngoài sự thay đổi giao diện như icon hay là hình nền thì chúng ta sẽ có một số tính năng khác như kiểu chế độ hiệu suất giúp tăng trải nghiệm khi chơi game hay khi chúng ta xem phim lướt web. Và cuối cùng là camera. Thực sự thì mình chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm camera của em nó. Nhưng theo mình thấy trong điều kiện đủ sáng thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với người tiền nhiệm Galaxy S7S. Nhưng chúng ta cũng sẽ có một tính năng mới ở camera, đó chính là thêm một nút chụp có thể di động trên toàn màn hình, cũng như khả năng zoom bằng cách vuốt tay. Samsung cũng đã trang bị thêm các filter mặt nạ tương tự trên một số app selfie hiện nay như là Snow hay là Camera 360. Và tóm cái vẽ lại thì cảm nhận ban đầu của mình về em này đó chính là thiết kế rất là đẹp, mọi thao tác vô cùng mượt mà và nhanh chóng. Còn để mình nhận xét thêm thì có lẽ phải đợi một thời gian nữa khi mình được sử dụng lâu hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!